Xin chào các bạn, trong chương trình trải nghiệm xe của Auto Daily ngày hôm nay, chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu với các bạn một mẫu xe nhưng lại với hai phiên bản. Phía bên tay phải tôi đây chính là Ferrari 488 Coupe và bên tay trái chính là Ferrari 488 Spider. Mẫu xe này chúng ta có thể mở chiếc mui lên và ngay bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu hai mẫu xe này. Về thiết kế tổng thể thì Spider hay Coupe đều không có quá nhiều khác biệt. Và những cái điểm nổi bật trên hai cái mẫu xe này chính là gì? Đấy chính là đặc tính khí động học. Và với một mẫu xe có công suất lên tới 661 mã lực và tỷ suất trọng lượng trên công suất là 2,2 kg trên một xích ngựa thì cái việc thiết kế khí động học vô cùng quan trọng. Ferrari 488 GTB được biết đến là mẫu xe thay thế cho đàn anh 458 Italia với thiết kế và khối động cơ hoàn toàn mới. Phần đầu xe khác biệt bởi hai hốc hút gió chính được mở rộng giúp nâng cao tính khí động học cũng như tăng khả năng làm mát cho má phanh. Cụm đèn pha có thiết kế đặc trưng của hãng xe Ý nổi bật với dải đèn LED định vị trải dài. Nếu chúng ta quan sát từ bên hông, 488 GTB vẫn mang dáng dấp tương tự như đàn anh 458 Italia. Như các bạn có thể thấy, ngay bây giờ tôi đang đứng bên sườn xe của 488 và cái điểm khác biệt lớn nhất của cái mẫu này so với người tiền nhiệm 458 đấy chính là chiếc hốc hút gió. Chiếc hốc hút gió này nó sẽ lấy gió trực tiếp vào để làm mát ngay cái khoang động cơ được đặt ngay phía giữa đây. 488 GTB được trang bị bộ mâm 5 chấu kép kích thước 20 inch được cắt CNC từ một khối kim loại nguyên khối. Đi kèm với đó là loại lốp hiệu suất cao Michelin có kích thước 245/35 ở lốp trước và 305/30 ở lốp sau. Ferrari 488 GTB được trang bị hệ thống phanh đĩa kích thước 398mm phía trước và 360mm phía sau. Chiếc 488 GTB bản Coupe màu trắng tại Hà Nội đã được chủ nhân sử dụng bộ mâm mới hiệu Vosen kích thước 20 inch phía trước và 22 inch phía sau. Trên Ferrari thì chi tiết nào cũng vô cùng đắt giá, đụng đến đâu là cũng thấy đô la và tiền hết. Và một trong những cái điểm mà tôi vô cùng ấn tượng trên những cái mẫu Ferrari đấy chính là hệ thống phanh. Hệ thống phanh của Ferrari 488 này đã được đưa nguyên từ LaFerrari và nó có thiết kế và đặc tính hoạt động khá giống trên những cái mẫu xe F1. Hệ thống phanh này có khả năng phanh ở tốc độ rất cao và nhiệt độ cao vẫn hoạt động. Để kìm hãm lại, để phanh lại những mẫu xe như thế này thì nhiệt độ của má phanh có thể lên tới 400-500 thậm chí 600-700 độ, tức là cái má phanh là nóng đỏ nhưng vẫn phanh được. Và đấy là điều vô cùng đặc biệt trên cái mẫu 488 này. Và các bạn có thể thấy là cái hệ thống phanh này là được làm từ gốm ceramic và được thiết kế bởi hãng phanh nổi tiếng Brembo, chuyên dành cho những mẫu xe hiệu năng cao. Ở phía sau, 488 GTB nổi bật với cụm đèn hậu dạng LED hình tròn truyền thống, chính giữa là dải đèn phanh, trong khi phía trên là logo ngựa chồm. Không giống như đàn anh 458 Italia, hệ thống ống xả của 488 GTB là hai ống xả đơn đặt đối xứng hai bên. Hệ thống cản sau là những cánh chia gió cỡ lớn giúp phân tán luồng gió chạy từ trước qua gầm xe, giúp tăng ổn định cho xe khi vận hành ở tốc độ cao. Ở chính giữa cản sau có sự xuất hiện của bộ đèn nháy cảnh báo như những chiếc xe đua F1. Và khi phanh gấp, dải đèn LED này sẽ nhấp nháy liên tục tạo tín hiệu cảnh báo cho xe phía sau. Vâng, sự khác biệt giữa phiên bản Spider và phiên bản Coupe đấy là gì? Đấy chính là chiếc mui này. Và tôi chỉ mất có 14 giây thôi để mở chiếc mui này hoàn toàn. Và cũng chỉ mất 14 giây để đóng chiếc mui này lại hoàn toàn. Và chiếc mui này có thể đóng hoặc mở ngay khi xe chúng ta di chuyển ở tốc độ dưới 45 km/h. Thưa bạn, trên phiên bản Coupe thì chúng ta lại có thể quan sát thấy được cái cỗ máy vô cùng uy lực ở phía sau một tấm kính. Spider thì chúng ta không thấy được do thiết kế của chiếc mui. Điều ấn tượng nhất đối với tôi khi ngồi vào một mẫu xe Ferrari đấy chính là một chiếc vô lăng. Vâng, trên chiếc vô lăng này thì phía bên phải này là chỉnh chế độ lái rồi. Đây là chính là điều khiển cần gạt nước, bên này sinh an, đây có thể tăng độ cứng hệ thống treo và start stop engine khởi động động cơ nằm ngay từ đây. Sinh an thì cũng gắn liền trên vô lăng thôi. Mọi công nghệ nó tích hợp trên chiếc vô lăng này và một cái bảng điều khiển rất là gọn gàng. Phía bên này thì chúng ta theo dõi các màn hình điều khiển để kết nối với các thiết bị thông minh. Ở đây có cả kết nối với Apple CarPlay.
Và bên trái này mới là điều đặc biệt. Phím điều khiển bên trái này chúng ta sẽ truy cập vào menu hệ thống, kiểm soát cài đặt xe, reset lại các cái chế độ, vân 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 vân. Nội thất của Ferrari 488 GTB có nhiều sự tùy chọn cho khách hàng. Ghế ngồi có hai loại gồm khung carbon chỉnh cơ hoặc khung ghế thường chỉnh điện. Nội thất có thể được bọc da cao cấp toàn bộ hoặc sẽ được ốp carbon siêu nhẹ. Nhìn tổng thể, toàn bộ các phím chức năng bên trong khoang cabin của 488 GTB đều tập trung vào vị trí người lái. Màn hình hiển thị phía sau vô lăng được chia làm 3 phần khác nhau. Ở chính giữa cho người lái thông tin về tốc độ, vòng tua và cấp số. Phía bên trái hiển thị các thông tin cài đặt quan trọng về khả năng vận hành của xe. Phía bên phải phục vụ mục đích giải trí và kết nối với khả năng kết nối Apple CarPlay hay Android Auto. Cả hai phiên bản Ferrari 488 GTB Cooper và Spider sở hữu khối động cơ V8 3.9 lít tăng áp kép. Kiểu động cơ đặt giữa, sản sinh công suất tối đa 661 mã lực tại 8.000 vòng phút, mô men xoắn cực đại 760 Nm tại 3.000 vòng phút. Sức mạnh được truyền tới các bánh thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp được phát triển theo công nghệ xe đua F1. Theo nhà sản xuất công bố, động cơ mạnh mẽ này cho phép Ferrari 488 GTB tăng tốc từ 0 đến 100 chỉ trong vòng 3 giây và từ 0 đến 200 km/h hết 8,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Và thưa các bạn, bây giờ thì tôi đã cầm lái mẫu Ferrari 488 Spider. Tôi thử thuần phục nó xem như thế nào, bởi vì lái một mẫu xe Ferrari có lẽ là phải lái qua ngày, qua tháng, qua năm chúng ta mới có thể thuần phục và hiểu sâu về một mẫu siêu xe hàng đầu thế giới. Thưa các bạn, mẫu này có thể nói là một trong những cái mẫu thương mại hóa rất là thành công của Ferrari. Nhiều người thì nói rằng là nó mất nhiều chất của Ferrari, nhưng khi cầm lái tôi cũng không nghĩ vậy. Và mẫu xe này chỉ được trang bị hệ thống dẫn động cầu sau mà thôi. Khi mà cầm lái mẫu xe này, khi chúng ta đi ở tốc độ chậm như thế này thôi, thì nó không khác gì những cái mẫu xe thể thao bình thường. Và nó cũng êm ái. Và tôi đang sử dụng chế độ wet. Trên mẫu xe này được trang bị tới 5 cái chế độ lái. Đấy, chế độ lái wet, chế độ sport, chế độ race, chế độ city off, chế độ ESC off. Nếu như chúng ta đi ở chế độ wet thì tốc độ chậm 30-30 km/h thì xe nó hơi cưng cứng một chút, nhưng vẫn cảm thấy là dễ chịu. Có nghĩa là khi chúng ta đi trong phố thì cũng sẽ cảm nhận được cái sự dễ chịu. Tôi chuyển sang chế độ sport ngay trên vô lăng. Vô lăng của xe thì nhích từng mm thì nó đã chuyển động rồi. Nó rất là chính xác. Rồi từ đẩy ga lại nó mới chế độ race thôi. Tức là tất cả các hệ thống an toàn, hệ thống ESP, hệ thống chống trượt, hệ thống hỗ trợ đã vẫn và đang hoạt động để hỗ trợ người lái một cách tốt nhất. Và nếu như chúng ta muốn trả về N thì chúng ta chỉ cần gạt hai lẫy chuyển số cùng một lúc như thế này, và chúng ta có thể nẹt bồ. Gầy cần số vào vị trí số 1, xe vẫn đứng yên, phải nhồi ga, xe mới di chuyển. Rất khác với các xe trang bị số tự động thông thường. Ở đây chúng ta có thể bật cái màn hình VDA này lên. Và khi tôi can thiệp vào cái nút VDA này thì chúng ta có thể thấy được là các cái thông số của xe. Ví dụ như là chúng ta thấy các hệ thống ở chế độ race thì F1 Track, E-Drift, F1 thì các cái mức can thiệp nó vẫn can thiệp, tức là nó không bỏ hết nhưng ở mức nhẹ hơn. Nó bảo vệ chúng ta, nó giúp chiếc xe là luôn kiểm soát cái quỹ đạo một cách tốt nhất. Nhưng nếu như chúng ta chuyển sang City Off, vâng, thì trên màn hình này hệ thống ESC, tức là hệ thống cân bằng điện tử, đã được tắt. Nhưng hệ thống kiểm soát moment chống trượt của xe thì vẫn giữ nguyên. Hệ thống chống trượt của xe vẫn giữ nguyên. Nhưng khi chúng ta giữ sang chế độ ESC Off thì tiếng bíp 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 bật lên. Và hệ thống ESC cũng như hệ thống F1 Track, tức là kiểm soát mô men xoắn của các thân xe, kiểm soát chống trượt, đã được loại bỏ hoàn toàn. Thì lúc này đúng là một chú ngựa hoang thuần túy. Chúng ta quay lại chế độ City Off thì lập tức ESC vẫn hoạt động, nhưng nó can thiệp ở mức chậm hơn. Nếu như khi chúng ta chỉ cần cua như thế này, đạp ga lên và đuôi sẽ văng ngay. Đấy, và đuôi sẽ văng rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu chúng ta tắt hoàn toàn đi
các cái hệ thống chống trượt, hệ thống ESC nó sẽ không can thiệp nữa. Và bây giờ tôi sẽ thử tăng tốc với chế độ race xem là mẫu Ferrari 488 này tăng tốc từ 0 đến 100 hết bao nhiêu giây. Hãng thì công bố là 3 giây. Nhưng tôi rất muốn thử trong một cái điều kiện như thế này, điều kiện mặt đường hoàn toàn vắng trong một cái khu an toàn cho phép. Và tôi sẽ thử ở chế độ chuyển số bằng tay. Và tôi tắt cái nốt auto này đi và tôi sẽ tăng tốc. Kết quả tôi đạt được là 3,8 giây. Để tăng tốc một mẫu xe như thế này ở con số 3 giây quả là một thách thức với tôi. Chúng ta phải có những cái kỹ năng và một cái đường đua thực sự mới có thể thử được. Còn bây giờ tôi sẽ thử cái chế độ Low Control. Tôi liều hơn một chút. Tôi sẽ chuyển sang chế độ ESC off hoàn toàn. Tôi tắt hết. Và bây giờ thì hoàn toàn là phụ thuộc vào kỹ năng lái. Nó sẽ bị hơi văng một chút. Và kết quả lại kém hơn. Kết quả ở đây kém hơn. Đấy chính là xe tôi đã bị trượt khỏi quỹ đạo. Và trong quá trình chạy thì chúng ta cũng không nên tắt cái hệ thống này đi. Bởi vì hệ thống này là dành cho khi chúng ta vào chạy trong track, chạy trong những đường đua thì nó sẽ an toàn hơn.